quý vị của Hương Mai Cộng Hòa đang đứng ở lại tiệm ăn đêm ngày hôm nay có một buổi họp báo. Một cái báo này không phải là chính trị, mà cũng không phải xã hội, mà cũng phải là kinh doanh. Một buổi họp báo về thể thao. Khi mà chúng ta nói về thể thao thì ai trong chúng ta cũng nhớ rằng là những cái môn thể thao mà người Việt Nam thích nhất đó là thí dụ như là đá banh hay là tennis. Và bây giờ qua đây thì người ta lại yểm trợ và ủng hộ cho bóng rổ và banh cà na, tức như là football. Nhưng mà không ai ngờ rằng là một cái môn mà đang càng lớn mạnh đây trong cái xã hội Hoa Kỳ này, đó là đánh võ tự do, MMA, Mixed Martial Art. Kính thưa quý vị của Đồng Hương, trong khi đó thì chúng tôi thấy là anh Tuấn, promoter của TKO Alliance ở tại thành phố Houston của chúng ta, đã từng đưa những cái môn đánh võ quyền Anh vào Houston này rồi. Và bây giờ anh lại khám phá ra và đi một bước sâu xa hơn nữa, đó là đưa những nhà đấu võ tự do đến thành phố của chúng ta. Trong đó có một người Việt Nam, Tony Nguyễn. Và ngạc nhiên nhất là một người phụ nữ, Bi Nguyễn, kính thưa quý vị. Và cô này sẽ phải đối mặt với lại đối thủ của mình đến từ Canada. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi trong cái buổi họp báo ngày hôm nay. And welcome to the TKO Fight Alliance Conference, right here at the cozy confines of GL Bar and Bites. Tonight's event is hosted by promoters Tuan Tran, Val, and Happy Fam of TKO Fight Alliance. Big round of applause for them, ladies and gentlemen. We bring you this press conference tonight to heighten the awareness of a truly first-class local MMA event coming to you live in Houston, Texas. And this will also be the first MMA event for TKO Fight Alliance. The event will take place at the Arabia Shrine Center next month, January 13, 2017. Once again, presented by TKO Fight Alliance. With that said, ladies and gentlemen, I would like to bring up to the microphone one of three promoter partners of TKO Fight Alliance. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Tuan Tran. First and foremost, I'd like to recognize and thank my partners and the best friends you could possibly ask for, Bao Fam and Javi Fam, for inspiring me and motivating me to put the promoter's cap back on, this time in the world of mixed martial arts, actually in boxing too. We have the date scheduled for next year for boxing. We're gonna do it Mike Jackson style. I also like to thank GL for hosting the press conference today. Special shout outs to the owner and operator of this fine establishment, Miss Julie Vu. Some of you guys might recognize her you might know her from the movies Kill Bill, Charlie's Angels. You guys didn't know that TKO is a star-studded event. TKO, we're here to announce January 13th, Friday, January 13th, at the Arabia Shrine Center in Houston, Texas. We've got 10 bouts scheduled, 10 action-packed bouts. We got some really talented fighters on the card. We got a handful of guys that are just like a few wins away from the big stage. This young man can't be in a bad fight at all. Ladies and gentlemen, please welcome to the podium, Tony Nguyen. I'm looking forward to January 13th, having my pro debut with Tuan, TKO Fight Alliance. I'm looking forward to training hard and getting my first victory as a pro. As a professional and 6-0 as an MMA amateur before coming into the pro ranks, ladies and gentlemen, a big round of applause for B. Nguyen. I'm really, really excited. I'm personally invested in this promotion because we are introducing MMA to the Vietnamese community. I'm a Vietnamese American and I'm very, very proud to be a part of this promotion. I hope that everybody comes out, but I especially hope that the Vietnamese community comes out, supports us as we represent you. There's not very many of us. I think there is one UFC fighter named Ben Nguyen, and besides me and Tony, I think I only know of another handful. So we're out here, we're trying our best, we're lonesome. Let's bring
the Vietnamese community, let's get behind us. I will represent you well. I've been working very hard. I'm undefeated, and I hope to make you all proud, and I hope to see you all there. Thank you very much. So this is going to be a great event for the fans. It's one knowledge in boxing and now transcending into MMA, matchmaking skills and putting good entertaining fights together is going to be a hit for the fans. And I'm just excited to be there on the 13th to watch it and see some exciting fights. A little while ago, a couple of years ago, I ran into Bia, 24-hour fitness, I believe. And she's over there just shadow boxing, and I'm like, she's pretty good, but I never seen her before, so I thought she was a boxer because she got good hands. And later on, I approached her and we talked about it a little bit, and I found out, she asked me about, first thing she asked, well, you know Tuan? I'm like, of course I know Tuan. And so I'm really excited about seeing her in the ring and seeing all these other fighters put in a great show. Thank you. It's an honor to be on this card with B and Tony. I look forward to putting on a great show, especially for this community out here. You know, January 13th, come out. You love action fights? Yeah, I'm one of them. I'm a crowd pleaser. There's no backing up. I'm all stand up looking for a knockout. You know, get back to y'all. Y'all come out, buy y'all ticket, and I'm going to put on the show. That's what I am. I got 12 wins, 10 wins by knockout. I'm trying to get back into the Bellator stage. You know, just one step at a time. You know, don't look past nobody. They're working on my opponent right now, but whoever it is, it's gonna be a bad night for them. They call me the Hurricane for a reason. I got a Category 5 hands. Kính thưa quý giả quân hương, chúng tôi đang đứng với lại Tony Nguyễn. Thì ai cũng biết rồi, có nhiều lần chúng tôi cũng đã phỏng vấn Tony Nguyễn rồi. Nhưng mà ngạc nhiên nhất là ngày hôm nay bên tay trái của Michael Hòa là một nữ vận động viên về MMA, tức như là đánh võ tự do. Tí xíu nữa chúng ta sẽ trở lại với Bi Nguyễn. Nhưng mà Tony, how excited to see you again. And bây giờ đang chuẩn bị cho một cái trận đấu rất là ác liệt. Đây một cái trận đấu lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì Tony nghĩ sao? Tony, very excited. Thanks for having me back again. I'm really looking forward to my first professional debut with Saigon Network and Tuan Tran. I'm training hard, and we're gonna go come get this victory. Tôi rất là hạnh diện và rất là vui để mà trở lại với lại Sài Gòn Network cũng như là tới cộng đồng này lần nữa, là bởi vì trong cái trận đấu tới đây là ngày 13 tây tháng Giêng là một trận đấu rất là quan trọng, và trận đấu này cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Một tí xíu nữa chúng ta sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị về Tony. Hồi nãy chúng ta đã nghe rồi, Tony đang tập luyện ở tại New Mexico ngày hôm nay, và sau đó thì Tony sẽ rời thành phố Houston để về New Mexico để mà tập luyện cho ngày 13 tây tháng Giêng. Ngược lại người ta nói là thân em như là lá ngọc cành vàng, you know, lá ngọc cành vàng, mà tại sao ngày hôm nay chân yếu tay mềm lại quýnh người ta chơi tennis hay là chơi ice skating hay là cái này kia, tại sao Bi lại chọn đánh võ tự do? Giống anh nói là cái sport này là cho đàn ông, you know, nhưng mà tại sao em đánh là em muốn các em, các bà thấy là mình nhỏ, mình thấp, nhưng mà mình cố gắng là mình sẽ thành công. Em vui quá, em vui quá, không có nói được. Người Việt Nam tới thấy em đánh lâu rồi, nhưng mà không có bao giờ em sợ nói ba mẹ, you know? Em sợ nói ba mẹ, nhưng mà bây giờ biết rồi. Bi đang cố gắng để mà nói và chia sẻ cùng tất cả quý vị bằng tiếng Việt Nam. Yeah, vì Bi đó là lớn lên ở tại đất nước Hoa Kỳ này, qua đây lúc mà còn bé. Nhưng mà người ta nói đó là cái võ này đó là một trong những cái võ mà gọi là đánh dữ dội, rồi phải bị sưng tay, sưng mình. Không biết là mai mốt những cái người mà nói chứ tôi không dám yêu cô đó đâu, cô đó cũng dữ quá. Anh thì mình tập để cho mình giỏi quá, mình ta không đánh mình. Thôi em mặc, em đâu có đánh đâu anh. 4 năm rồi đâu có ai đánh được đâu. Nhưng mà Bi bắt đầu đánh võ tự do từ lúc nào? Khoảng 4 năm trước. 4 năm trước. Nhưng mà nghe nói là Vi đã đánh mấy trận là nghiệp dư, tiếng gọi là amateur đó. Dạ. Bao nhiêu trận nghiệp dư rồi? 16 trận. 16 trận, bao nhiêu trận thắng, bao nhiêu trận thua? Hai cái sport, trong MMA thì con là 6 thắng, không có thua. Chưa có thua, nhưng mà em Muay Thai là em thắng 7 lần á mà thua 2 lần. Rồi, bây giờ bắt đầu trở thành gọi là professional. Dạ.
là đánh trận nào chưa? Dạ có một lần cho Legacy em là thắng một lần không có thua. Giờ hoping to be 2-0. Okay. One of the thing her opponents, cái người mà đối thủ của Bi đó là từ ở Canada, là Canada. Yeah. Không xuống đây được nhưng mà cô nhắn nhủ cô nói là I am the queen of the north. Yeah. Yeah, but you're coming down to America. Now you're gonna have America and Vietnam. Có cái cô yes, yeah. Cái cô đối thủ của Bi Nguyễn là từ ở Canada, cô nói là tôi là nữ hoàng phía Bắc. Đúng rồi. Thì Bi là cái gì? Nữ hoàng America, yeah, Việt Nam. Oh, cả hai luôn, nữ hoàng cả của hai người luôn. Việt và của Mỹ luôn. Yeah. Là tất nhiên là phải nói gì cho cái cô đó. She's in for a surprise. You know. Kính thưa quý vị, chúng tôi Đài Sài Gòn Nước Quốc rất là hạnh diện để mà đến đây để mà ủng hộ tinh thần cho Tony Nguyễn và Bi Nguyễn. Ngày 13 tây tháng Giêng, yeah, thứ sáu, chúng tôi sẽ có mặt ở đó và chúng tôi mời tất cả quý vị cũng như hãy ra yểm trợ và ủng hộ, bởi vì hai em này là người Việt Nam, là một đối thủ người Việt Nam, hiểu không? Cho nên chúng ta phải ra để ủng hộ, right? Dạ, yeah, đúng rồi. Vâng ạ, kính thưa quý vị cũng như sau khi mà chúng ta nghe cái họp báo này và xem cái chương trình này, chắc chắn là trong chúng ta ai cũng bắt đầu hăng say đi mua những cái vé để mà vào trong cái đêm ngày 13 tháng Giêng tới đây yểm trợ và ủng hộ tinh thần cho những người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là những cái môn rất là lạ như thế này. Đúng như vậy, rất là lạ, đánh, đấm, đá, vật, đủ thứ trong này, nó gọi là võ thuật hỗn hợp, đánh tự do. Mời tất cả quý vị đến mà xem. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả những chương trình gì của hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Nước Quốc. Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam.